Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua đã phải họp khẩn về vụ vỡ đập Kharkovka ở khu vực Kherson. Cuộc họp tiếp tục là màn đổ lỗi cho nhau giữa Nga và Ukraine, trong khi Mỹ lên tiếng chưa thể chắc chắn về vụ việc. Quốc tế lo ngại về những thảm họa môi trường và hạt nhân sau khi đập Thủy Điện này bị vỡ. Việc con đập Kakhovskaya bị vỡ hôm qua đe dọa khoảng 42.000 người dân sinh sống tại các vùng lãnh thổ do Nga và Ukraine kiểm soát dọc theo sông Dnieper. Tổng thống Nga Putin đã được báo cáo ngay lập tức về tình hình. Còn người phát ngôn văn phòng Tổng thống Nga Dmitry Peskov cáo buộc Ukraine đã tấn công hoạt đập một cách có chủ đích. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lại cáo buộc Nga đã cho nổ tung con đập, gây ra quả bom hủy diệt môi trường. Màn đổ lỗi cho nhau về vụ đánh bom con đập giữa Nga và Ukraine tiếp tục xảy ra tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc diễn ra ngay trong ngày hôm qua. Tại cuộc họp đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia đã giải thích rõ hơn về ý đồ phá đập của Ukraine là nhằm ngăn bước tiến công của Nga và thu hút sự chú ý của dư luận khi Ukraine không thể tiến hành phản công như mục tiêu đề ra trước đó. Đại sứ Nga cho biết, nước này đã từng cảnh báo về khả năng con đầm này bị Ukraine tấn công tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên, cảnh báo của Nga đã không được quan tâm đúng mức, cùng sự khuyến khích cổ vũ chống Nga của phương Tây dành cho Ukraine đã dẫn đến thảm họa ngày hôm nay. Tại cuộc họp, Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Robert Wood thừa nhận nước này chưa thể chắc chắn rằng ai mới là bên thực hiện vụ tấn công. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg cũng chỉ gọi việc phá hủy con đập là hành động thái quá, minh chứng cho sự khốc liệt của cuộc xung đột Nga-Ukraine. Đây cũng là nhận định của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Trung Quốc và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cũng tỏ rõ sự quan ngại về những hậu quả của vụ vỡ đập Kakhovskaya có thể ảnh hưởng tới khu vực nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đang do Nga kiểm soát. Tuy nhiên, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế xác nhận chưa có rủi ro hạt nhân tức thời nào cho tới thời điểm hiện tại. Trong khi đại diện của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc cảnh báo, một khi thảm họa hạt nhân xảy ra, sẽ không có bên nào được hưởng lợi. Trung Quốc kêu gọi Nga và Ukraine kiềm chế và tránh leo thang đối đầu và các bên liên quan khác tránh đổ thêm dầu vào lửa.